Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của shop giày si Tuấn Hương nhá. Hôm nay thì shop giày si của em lên soạn hàng báo giá cho mọi người một lô giày thể thao hàng sale. Hôm nay thì sẽ sale đồng giá là 195.000 cho lô hàng giày này mọi người nhá. Các bác xem kênh thì mình ưng mã nào chốt đơn ấy thì mình chụp màn hình lại cái mẫu mà mọi người chốt này, hoặc là mọi người chốt theo cái mã mà em đã đọc ở trên like nhé mọi người nhá. Và mẫu này là của thương hiệu Adidas, mã đầu tiên. Đây là một đôi giày của Adidas ạ. Đế thì là đế put nhá. Đôi này thì tình trạng độ mới còn rất là cao. Mã hôm nay thì sẽ là mã xả nhá mọi người nhá. Xả thì em sẽ viết tắt là mã X. Đây mọi người ơi, mới tinh luôn. Đế đây nhá. Size của đôi này là 40... Size của đôi này là 42 nhá. Size 42. Size 42 đế là đế put ạ. Đôi này giá sale bình thường đôi này em đang bán giá là 450 đấy. Hôm nay em sale 195.000 nhá. Size 42. Giá 195. Mã X1 nhá. Bác nào ưng chốt mã này thì chụp màn hình lại gửi cho em. Chụp màn hình. Mã X1 này. Em lên tiếp mã thứ hai. Đây là một đôi giày của thương hiệu MLP. Đôi này size là cũng là 42 luôn. Giày này hiệu Hàn nhá. Thiết kế phun da này. Phun da luôn. Da thì đôi này thì màu là màu trắng sứ, size 42. Mã cho đôi này là mã X2. Mã X2 size 42, chiều dài bàn chân cho đôi này là 26,5 27 cm. Đôi này thì đế cao hiệu MLB ạ, giày của Hàn, đế còn mới nhá. Giá sale là 195.000 ạ. Lên tiếp ạ, đây là một đôi giày Adidas, đế là đế put nhá, dòng này là dòng Ultra Put ạ, đi siêu êm, size là 42.5, mã cho đôi này là mã X3, size 42.5 nhá, đế put ạ. Size 42.5, giá sale là 195.000. Size 42.5. Đây ạ, đế put nhá. Tình trạng còn rất là mới này. Đây là đế của giày nhá. Nó được thiết kế để chống ma sát và trơn trượt. Đôi này thì tình trạng độ mới còn cao. Chiều dài bàn chân là 27 nhá các bác. 27 cm. Mã X3. Từ nãy giờ toàn size 42 hay sao ấy. Đôi này cũng 42 này. Đôi này đế bằng nhá. Tuy nhiên là đôi này là của hiệu Hàn Quốc MLB. Size cũng 42 luôn mọi người ạ. Mã là X4 ạ. Mã X4 size 42, giá là 195.000. Hiệu MLB nhá. Giày này của Hàn Quốc nha mọi người. Đấy, đôi này rất mới. Đôi này em đang bán giá là 450 ạ. Hôm nay em cũng soạn hàng sale. Giá 195 nhá mọi người nhá. Đây có đôi này size 41 này. Đây là một đôi giày đạp xe của thương hiệu Nike Air Max, dành cho những bác nào là chuyên đạp xe
Có yêu thích đạp xe thì mọi người lên mua một cái đôi giày chuyên đi bộ, chuyên chuyên đạp như này. Mã cho đôi này là X5 size 41 ạ. Size 41. Chiều dài bàn chân 26 cm, giày đạp xe. Đế của cái đôi này thì thiết kế là để nó ôm vào cái bàn đạp, và khi mà mọi người đạp hay là lấy đá ấy, thì nó sẽ không bị trơn trượt nhá. Bên ngoài thì phủ một lớp da bóng bling bling, nói chung là kiểu lấp lánh ấy. Đấy, đôi này thì đế còn tình trạng còn rất là mới. Mã cho đôi này là X5 size 41, giá là 195.000. Em lên tiếp ạ, mã này là X6 nhé. X6 Adidas, đế là đế bằng. Size là 42.5, đế bằng phun da. Giày có màu đen ạ, phun da. Dòng này dòng Cao Thurio của thương hiệu Adidas nha. Đôi này thì mặc với cả quần jean hay mặc quần kaki đều đẹp, đế bằng, rất là dễ mặc và phối đồ nhá. Và đối với cả cái màu đen này thì rất là dễ đi. Size của đôi này là 42.5 mọi người nhá. Em cũng sale 195 195k. Đôi này của thương hiệu Adidas, đế put này. Đôi này thì bên trên nó được làm từ vải chun co giãn nha. Đế put này. Bên trên là vải chun co giãn. Chất liệu để mà làm ra đôi này là vải chun co giãn size 42, chiều dài bàn chân 26.5. Mã cho đôi này là mã X6 nhá. X6. Size là 42, Adidas đế put. Giá là 195.000 nha các bác. Size 42 mã X6 à. Tiếp theo ạ. Một đôi Adidas tiếp theo ạ. Hôm nay là nhiều Adidas lắm nhá, có nhiều sự lựa chọn cho mọi người ấy. Tuy nhiên là cái lô này cũng toàn size 42 sao ấy, từ nãy đến giờ em lên toàn size 42. Đôi này cũng 42.5 nhé mọi người. Đôi này cũng là 42.5 nhé, chiều dài bàn chân là 27 cm các bác ạ. Mã cho đôi này là mã X7 ạ. Size 42.5. Đôi này thì chất liệu làm từ vải lưới mọi người nhá. Lưới bên ngoài, đế thì là đế xốp, đế thì nó hơi mòn một xíu. Em lên sale 195.000, hàng made in đô nhá, size 42.5, chiều dài bàn chân 27. Mã cho đôi này là mã X7 nhá mọi người. Mã X7. Tiếp theo một đôi Nike này. Đôi này lại size 42 nha. 42 tiếp theo này. Mã X8 size 42.
X8 size 42. Giá là 195. X8. Hiệu Nike. Đôi này có thể đạp xe hoặc chạy bộ được nhá mọi người nhá. Hôm nay làm sao toàn size 42 thôi mọi người ạ. Tiếp theo này, một đôi size 42 tiếp theo. Một đôi cao cổ size 42. Mã cho đôi này là X9 ạ. X9 size là 42, dòng Adidas, đôi này cổ cao, phun da. Đế còn rất là mới nhá. Đôi này mới tinh luôn. Size 42. Anh nào có con trai mà đang đi size này thì mình có thể mua đôi này, mấy cái mẫu mà có thể mặc được đi học nhá. Có thể mặc được đi học. Size 42, mã là X8 ạ. Giá là 195.000. Đôi này mới tinh ạ. Đôi này em đang bán giá là 450-500 đấy. Hôm nay em cũng bán cho mọi người với giá là 195 thôi. Màu trắng pha đỏ nhá. Rất là đẹp ạ. Có đôi này size 40.5 này. Đôi này của thương hiệu Adidas, cũng đế thì là đế bằng nhá. Size 40.5. Mã là X9 nhá. Size 40.5, phun da đế bằng. Đế của đôi này là size 40.5, mã X9 ạ. Giá cho đôi này là 195.000, size 40.5. Đôi này rất mới ạ, size 40.5. Bác làm lên tay thì được nhá. Có đôi này size 41 này. Hiệu của Hàn. Đây này mã X10 ạ. Size 41, chiều dài bàn chân 26 ạ. Giá là 195. X10 hiệu Hàn Quốc nhá. Giá 195, hiệu Hàn, size 41. Đôi nào lỗi thì em sẽ báo là lỗi nhá. Còn không lỗi thì em vẫn like như bình thường thôi. Bên em là hàng thì có hỗ trợ đổi trả cho cái vấn đề mà mọi người nhận hàng mà nó bị lỗi ấy. Thì mọi người cứ liên hệ lại nhá. Bên em sẽ hỗ trợ đổi cho mọi người sang một đôi khác. Còn hàng này hàng xả thì đi chật đi rộng thì mọi người cho biếu tặng giúp em nhé. Nếu mà mọi người có đi chật quá thì bên em có cố gắng là có đổi lại cho mọi người thôi. Nhưng mà mọi người hạn chế nhé. Đôi này là size 43. Đế put ạ. Dòng Adidas. 43. Mã X10 11 size 43.
Lên tiếp ạ. Adidas. Hôm nay toàn Adidas mọi người ạ. Đây này mã là X12, size là 40.5 nha. Hiệu Adidas, đây là đế bằng này. Đối này mẫu này có thể mặc được đi chơi. Size 40.5, hàng made Indo, giày của thương hiệu Adidas. Đôi này đế hơi mòn nhá. Nói chung là các bác chốt thì cũng biết tình trạng, với cả là hàng này hàng sale, thế nên là cái chuyện mà đế mòn một chút thì chắc là cũng ok nhá. Giá là 195, size 40.5, X12 ạ, made Indo nhá. X12 size 42.5 này. Đây size 42.5 mã X13 nha. Size 42.5. Giá là 195.000. Dòng này là của thương hiệu Nike, dòng Lululemon nha mọi người nhá. Dòng này chuyên chạy bộ và đi bộ, siêu nhẹ luôn. Chất liệu là làm từ vải lưới ạ. Size 42.5, chiều dài bàn chân 27 nhá. X13 size 42.5. Giá sale 195.000. Tiếp theo ạ, mã là mã X14 ạ. X14. Đôi này là size 42.5 hay sao ấy ạ. Đôi này cũng 42. Lót jean này. Size 42 nhá, lót jean này. Dòng này dòng Nike Running. Size 42 nhá các bác. Size 42, giá 195.000, mã X14 ạ. X14. Em có một đôi size 43.5. Đôi này có mã là X15 nhá. X15. ạ. Đôi này của thương hiệu Adidas nhá. Đế cũng là đế boot nhá. Dòng này là gọi là rocket boot ạ. Chuyên dùng để chạy bộ, tập thể dục hay là chưa tập gym mọi người nhá. Đi rất là êm. Đôi cuối cùng nhá. Đôi này size 38. Trời ơi. Có một đôi size nhỏ. Đôi này mã là X16. Size là 38. Đôi này cũng của thương hiệu Adidas ạ. Size 38, mã X15. Giá 195.000 nhá. X15 hiệu Adidas, lót vẫn còn jean Adidas. Dòng này là dòng Lego mọi người ạ. Xếp hình ấy, kiểu thế. Đây ạ, ở phần dưới lát giày nó có chữ Adidas Lego này. Xếp hình. Đế thì rất là hay nhá, thiết kế dạng ma sát chân trượt. Màu này cũng rất là đẹp ạ, dáng rất là khỏe khoắn. Mã X15 size 38. Và đôi này là mã cuối cùng trong video hôm nay của nhà em ạ. Các bác xem kênh ưng mã nào chốt đơn thì chụp màn hình lại xong gửi qua số Zalo cho em nhá. Số Zalo của em là 0987 ạ.
785608 nhá mọi người nhá. Các bác mua hàng thì vui lòng là chuyển khoản giúp em, thì bên em sẽ ưu tiên gửi hàng cho mọi người và miễn ship. Còn bác nào mà không chuyển khoản trước, bên em ship code thì mọi người vẫn sẽ, còn bên em vẫn ship bình thường, tuy nhiên là mọi người sẽ chịu thêm cái phí tiền ship giúp em nhé mọi người nhé. Chịu thêm cái tiền phí giúp em. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhé. Em xin phép tắt máy và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.